thánh đường Hồi Giáo. Một trong những thánh đường Hồi Giáo, một trong 10 thánh đường Hồi Giáo lớn nhất thế giới. Đây là thánh đường lớn nhất thế giới. Quỳnh ơi, coi hết cho em ơi. Rất là tuyệt vời. Và bây giờ tụi mình đang chuẩn bị để vào trong thánh đường này. Rộng mênh mông. Đi vô tới cái được 40.000 người. Chứa được 40.000 người các bạn. Sau đó mình đi từ đó đi ra ngay cái cửa chính này, đi ra đây. Rất là tập trung ở đây nha. Bây giờ là mình sẽ đi vào bên trong. Bây giờ 6:10 15 7:15 tập trung ở đây nha. Rồi bây giờ đi toilet trước. Con không biết toilet ở đâu hết á. Rộng mênh mông luôn. Ami ơi, Ami con đang đi đâu vậy? Con đang ở đâu? Hả? Thánh đường gì? Thánh đường gì? Thánh đường Hồi. Mình đang vào bên trong. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you.
không? Cái sao được? Yeah,